Hello chào các bạn nha. Rồi giờ chúng ta nói nha. Hello xin chào các bạn. Đến với kênh của Đài Bò Vlog. Hôm nay tôi đến với anh Dũng với ta ở Phú Đàn Nguyễn Thị Thực. Đến giao lưu ca hát với anh bài hai của vừa. Chúc mọi người xem vui vẻ. Thank you.
ơi.